Xin chào mọi người. Hôm nay mình tới thăm nhà một người em là cán bộ hội phụ nữ người dân tộc Nùng ở xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Thấy em ấy có một cái điệu hoa văn rất là đẹp, cho nên mình đã nhờ em ấy hướng dẫn cách buộc điệu lên người. Cậu con trai của em ấy khoảng chừng hơn 2 tuổi, thấy mẹ buộc điệu vào người một cái là lon ton chạy vòng quanh, rồi chạy tới chạy lui, sau đó trèo ngay lên lưng mẹ, hồ hởi phấn khởi, cu cậu đòi mẹ điệu đi chơi. Cậu bé có một cái mũ dân tộc đội trên đầu, trông rất là đáng yêu. Hỏi chuyện em ấy, được biết điệu với mũ này là do hội viên phụ nữ Lâm Thị Trao, năm nay đã hơn 70 tuổi, người dân tộc Nùng ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long làm ra. Mình liền ngỏ lời muốn đến thăm và quay mô hình may trang phục dân tộc Nùng, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc của chị Trao để ghi lại một số hình ảnh. Vậy là hai chị em chở nhau hăng hái lên đường. Quãng đường từ ủy ban xã tới xóm khoảng chừng 5-6 cây số. Phong cảnh hai bên đường thì khá là đẹp, cho nên mình đã dừng lại mấy điểm để ghi hình, giới thiệu với mọi người. Và bây giờ thì mình đã tới nhà chị Trao, căn nhà đơn sơ bán một vài món đồ tạp hóa. Chị Trao thì đang ngồi cặm cụi may một cái mũ của trẻ em người dân tộc Nùng. Thấy chúng tôi, chị vui vẻ trò chuyện. Cặm cụi cũng làm họ làm kia tí. Ai cần thì lấy, mình có đồng vào đồng ra để chiếu. Bà ơi, thế bây giờ ví dụ cháu có vải thì may lại được mũ như này. Sao chẳng may được? Cháu có vải về xin cụ lấy. Rồi có vải đem đi mà may. Cuối đứa là ba ba năm nay, năm nay nó phát triển rồi nó chả đem may đây. Chị Trao là người đã có hơn 40 năm kinh nghiệm làm ra các sản phẩm truyền thống của người Nùng như chăn, quần áo, mũ, điệu, túi, v.v. Trước đây, các sản phẩm này chị đều khâu tay toàn bộ. Bây giờ thì chủ yếu dùng máy khâu, chỉ khâu bằng tay một số đường viền. Chị hướng dẫn chúng tôi phân biệt mũ của bé trai và bé gái. Mũ bé trai thì turu ở phía trên dựng lên và có một đồng xu, còn mũ của bé gái thì turu rủ xuống. Trước đây, chị thường dệt vải từ sợi bông, sau đó nhuộm chàm thành vải chàm may quần áo như thế này. Ngoài ra, chị cũng dệt hoa văn trên mặt vải và may thành chăn, mũ, điệu, túi, v.v. Một cái mũ chị sẽ may mất một ngày, điệu thì may mất 2 ngày, còn một bộ quần áo thì là 3 ngày. Giá bán một cái điệu là 200.000 đồng, mũ là 100.000 đồng một cái, còn quần áo thì là 2 triệu đồng một bộ. Thank you.
sai thì nó như thế này, đổi lên thì nó có cái như thế này, là người ta bảo là cái đứa trẻ con nên là con trai, người ta trông vào cái mũ là người ta biết là con trai con gái mà. Đấy. Với sự tỉ mỉ, chịu khó và đôi bàn tay khéo léo, chị Lâm Thị Trao là người phụ nữ góp phần gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Nùng ở địa phương.